cô giáo. Chúng em là các đại diện để từ chi đội vẽ ba đặc kết các thành phần thi môn này. Em xin phép được đặt di cảm bà tri ân thầy cô giáo. Thế là tháng 11 giáo yêu đã đến, những chiếc nắng mùa thu đã trôi lưu, trời đã dần trở lại, nhưng lòng ta lại cảm thấy rất ấm áp và rộn ràng niềm vui. Vì sao thế nhỉ? Ngày 20 tháng 11 sắp đến rồi, cùng đến thầy Việt để chúng em bày tỏ lòng biết ơn của thầy cô. Thầy cô mang yêu thương liên ái, lúc nào cũng sâu vào trên tâm trí, suy nghĩ và tâm hồn ấy. Bởi vì thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Thầy cô không những truyền đạt cho em một bộ kiến thức rộng lớn mà còn chỉ dạy cho những kỹ năng sống, đạo lý làm người. Hơn thế, thầy cô luôn bên cạnh em, giúp em sống một cuộc sống ý nghĩa và luôn hướng đến một tương lai tươi sáng. Chính vì vậy, em luôn luôn khắc sâu công ơn vô cùng to lớn thầy cô vào làm từ thuở mới đến trường. Ai là người gì đã được cho chúng ta tập viết, ai đã để cho chúng ta những điều phải lễ phải, ai là động lực cho chúng ta trưởng thành, ai là tất cả vì hạnh sớm sáng yêu, bất chấp những ngôn trái gió trở trời con lại nghĩ đến trường. Ai nhỉ? Đó chỉ có thể là thầy cô. Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, người sáng tạo cho cuộc sống, các sản phẩm và tài đức của con người. Chiều đêm tháng ai không vô tình trôi mãi, đất xanh bây giờ đã bạc phai. Những thầy cô cũng luôn là người thân theo dõi từng bước đi trong cuộc đời em của em. Cùng có sự quan tâm ân cần, thầy cô là những người lái đò tầm tị đêm ngày, tôi biết ba chuyến đò đi qua dòng sông tri thức để cập đến bến bờ tương lai. Thầy cô không chỉ hy sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cái tình yêu thương và sự bao bọc cho những đứa chỉ còn non nớt ở mỗi chiếc cuộc đời rộng lớn này. Công lao ấy của thầy cô vô cùng to lớn để rồi đây chúng em khôn lớn có đủ khả năng trí lực và sự tự tin để tiếp cận bay vào đời. Chúng em có đủ niềm tin và nghị lực, đủ sức mạnh để chạm lấy những ước mơ, những khát vọng và biến những điều ấy thành hiện thực. Vì thế, chúng em sẽ luôn luôn trao trọn và giữ tình yêu thương của thầy cô trong tim. Sẽ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin gửi đến thầy cô muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy cô luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và có nhiều sức khỏe. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao để xứng đáng với những tùy về của thầy cô như mong mỏi đã mong mỏi. Chiều xe này có đi đâu, làm gì thì em còn mãi nhớ đến công lao dạy dỗ của thầy cô. Cuối cùng, không có gì hơn, xin chúc may mắn khỏe và toàn thể thầy cô lời chúc sức khỏe, chúc cuộc thi thành công.